Tôi cho phép cơ thể được thư giãn hoàn toàn. Hít một hơi thật dài và sâu. Cảm nhận mình đang luôn luôn năng lượng mát lành, luôn năng lượng hoàn toàn thuần khiết đang tưới tẩm trên toàn cơ thể vào từng tế bào trong cơ thể. Và bây giờ bạn quay về với chính mình, đang ngồi với chính mình. Bạn hít vào với sự bình an và thở ra hoàn toàn thư giãn. Hít vào cơ thể thư giãn, bạn đang hoàn toàn hiện diện với chính mình. Và giờ đây hoàn toàn những bận rộn tâm trí lo toan trong ngày hãy để qua một bên. Bạn hoàn toàn hiện diện trong thời khắc này. Hãy chọn với tư thế giúp thân thể thật sự thoải mái. Thả lỏng người để khí huyết trôi chảy tự nhiên. Giờ đây hãy hít thở một cách nhẹ nhàng và bình an. Bạn hãy cho phép bản thân bạn lắng nghe hơi thở xung quanh bạn hoàn toàn đang mát nguội và tĩnh lại như thể bạn đã làm. Và bây giờ bạn hãy rút lui vào sự chú ý và hoàn toàn tập trung năng lượng vào nơi trán của bạn. Rút lui tất cả những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy nhẹ nhàng và đưa sự chú ý của bạn vào bên trong tâm trí. Bây giờ tôi đi sâu vào trong tĩnh lặng. Tôi rút lui tất cả năng lượng vào bên trong và nhận thức hướng vào sức mạnh nội tại của mình. Cơ thể trong sự yên tĩnh, toàn thân thật sự thư giãn và hoàn toàn đón nhận. Tôi đang nhận thức, tôi hướng vào bên trong, tôi hướng vào sức mạnh nội tại của chính mình. Và với ánh sáng tinh tế, tôi nói với chính tôi đang ở đây, tôi đang nhận thức, tôi đang có mặt và tôi đang lắng nghe. Trong giây phút này, để vén bức màn bí mật đầy quyền năng của lòng biết ơn, tôi cảm nhận sự ấm áp đang ôm lấy trái tim đầy lòng biết ơn. Tôi là thể ánh sáng kết nối với nguồn năng lượng vũ trụ, kết nối với năng lượng lòng biết ơn, tạo ra năng lượng tích cực, năng lượng rung động càng cao, càng thấm đẫm vào tế bào và đi vào tiềm thức, tạo rung động lan tỏa vào không gian vũ trụ. Tôi nhận thức để được kết quả như mong muốn, tôi cần hiểu những diễn biến trong tâm trí là suy nghĩ và hành động cùng thống nhất. Tôi cảm nhận năng lượng ấm áp đang mang trong mình thông qua luật hấp dẫn. Lòng biết ơn là chìa khóa thay đổi cuộc sống mỗi ngày với niềm hân hoan. Tôi đang nhận thức đến với mô thức năng lượng cao của thành công, thịnh vượng và viên mãn trong cuộc sống. Tôi nhận thức được quyền sinh ra là giàu sang, thịnh vượng và hạnh phúc. Thành công thực sự chỉ có trong bản ngã cao thượng. Tôi nhận thức được bản ngã cao thượng là một khía cạnh của tư chất tiến hóa cao. Đó là sự khiêm nhường và sự hàm ơn khi thành công. Tôi nhận thức sâu hơn những điều chứng
minh, với những loại thành công, thành công ảo tưởng làm hủy hoại cuộc đời. Thành công chân chính là một thành tựu trọn vẹn với lối sống có ích lợi cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Tôi nhận thức rằng thành công tạm bợ là một thành công xóa mòn sức khỏe với mối quan hệ của người thành công đó. Từ suy nghĩ, tinh thần với cuộc đời luôn có những sự căng thẳng, lo âu và những cảm xúc với những nhân cách thường bị méo mó. Tôi nhận biết phẩm chất nguyên thủy là sự ôn hòa, tử tế. Đó là một tài sản của bản ngã, một bản ngã nguyên thủy cao thượng. Tôi nhận thức thành công là lòng biết ơn vô tận, một sự hàm ơn với những người xung quanh. Tôi nhận thức thành công thực sự không có xu hướng kiêu ngạo, bởi vì sự khiêm nhường cho thấy họ không giỏi hơn ai, mà là được sự may mắn hơn người khác. Sự khiêm nhường có sự phụng sự, có trách nhiệm, và sự thành công từ trí tuệ, sự hào phóng cởi mở đã cho là một kênh dẫn để thành công bền vững từ lòng biết ơn. Trí tuệ thông thái, không cảm thấy lo lắng về chuyện đánh mất thành quả, lòng tự trọng, sự tự tin vững chãi, đến tự nhận thức rằng cội nguồn của thành công nằm bên trong. Tôi hiểu được thành công mong manh khi áp lực trở nên phòng thủ và sở hữu. Thành công hiện diện bên ngoài, đó là sự hàm ơn, biểu hiện của sự thông thái và nhận thức với tình yêu thương, sự biết ơn sâu sắc, một phản xạ tự nhiên bên trong bất kỳ trong một lĩnh vực nào của cuộc sống. Tôi cảm nhận năng lượng lòng biết ơn tuôn trào đến từng tế bào và hình dung hình ảnh xuất hiện trên màn hình tâm trí để trở thành người thành công với một bản ngã nhất quán, với những mô thức năng lượng khiêm nhường, lòng biết ơn, giàu sự đồng cảm, quan tâm đến mọi người. Tôi đắm mình chìm sâu trong trải nghiệm muốn trở thành người thành công thực sự với phẩm chất lòng biết ơn vô tận, sự kiên định và quyết tâm phi thường để chạm đến lòng biết ơn từ sâu thẳm một tế bào. Cuộc hành trình cuộc đời của tôi bắt đầu từ ngay bây giờ, vào chính lúc này, khi hiểu được thông điệp của Albert Einstein có nói: hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình phụ thuộc vào những thành quả lao động của những người khác, những người còn sống lẫn cả những người đã khuất. Vì thế tôi đã nỗ lực hết mình để mang lại giá trị tương đương với những điều tôi đã đang nhận được. Bí mật quyền năng đầy nhiệm màu đã dẫn đến thành công, đó là lòng biết ơn mỗi ngày thông qua phương pháp nhiệm màu 100 lần qua đôi chân bước. Biết ơn, biết ơn, biết
người hình dung rõ trên màn hình tâm trí ngay lúc này với trải nghiệm ngày hôm nay, từ bắt đầu mỗi bước chân với lòng biết ơn nhiệm màu bạn đã thực hiện. Trải nghiệm như thế nào khi bạn đặt chân xuống nền nhà, bước vào trong phòng tắm, mỗi bước đi từ phòng này qua phòng khác, khi đi ăn trưa hay đi ra ngoài, hay đi trên siêu thị, hay qua những bước sinh hoạt mỗi ngày, mỗi ngày. Cứ mỗi nơi đến, hãy cảm nhận biết ơn từ bao nhiêu công sức của hàng ngàn con người để lại. Hãy thể hiện biết ơn trên suốt đoạn đường đi, cảm nhận lòng biết ơn từ bên trong. Bạn sẽ nói một cách dễ dàng sự trân trọng, sự bao dung, tình yêu thương đong đầy những phẩm chất thấu hiểu, bình an và hạnh phúc. Hãy cảm nhận tất cả những vất vả, những công sức của rất nhiều người đã để lại, chúng ta. Hãy cảm nhận và nuôi dưỡng lòng biết ơn từ trái tim. Hãy nuôi dưỡng năng lượng cao lòng biết ơn, và mỗi bước đi hãy nói biết ơn cho quá khứ, biết ơn cho hiện tại, biết ơn cho tương lai. Cứ mỗi 3 lần biết ơn, bạn hãy nhớ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Giờ đây, bạn sẽ thoát ra khỏi tình trạng du dương thôi miên này bằng việc đếm từ 1 đến 3. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ hoàn toàn thức tỉnh và trở về với thực tại. 1. Bắt đầu thức tỉnh. 2. Ý thức về những việc chung quanh. Bạn cảm thấy hài lòng, an toàn và dễ chịu. Nhìn về phía trước với tất cả kết quả tích cực tuyệt vời từ buổi thôi miên này. 3. Cảm giác hết sức tuyệt vời. Và giờ đây, bạn hoàn toàn thức tỉnh. Và bây giờ, chúng ta hãy neo lại với năng lượng của lòng biết ơn. Hít thật sâu và hãy neo lại. Hãy cảm nhận và đặt vào trái tim của mình. Cảm nhận năng lượng rung động, một tầng sóng rung động của lòng biết ơn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Yêu thương và biết ơn.